Lời tỏ tình tháng 6 năm 2020. Xin chia sẻ với mọi người món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Nguyện lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên, hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này. Tác giả Cao Huy Hoàng. Ngày mùng 6 tháng 6, thứ bảy tuần 9 thường niên. Bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thục, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội trường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm. Và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chẳng biết ai giàu hơn ai. Bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Bà quá nghèo bỏ vào hòm tiền hết số tiền mà bà có, chỉ là 2 đồng xu bé bé thôi, nhưng trong mắt Chúa Giêsu, bà là người giàu có nhất, vì bà giàu lòng quảng đại bác ái nhất. Hóa ra Chúa Giêsu làm đảo lộn tất cả các giá trị nhân loại. Nếu ở thế gian này giá trị đồng tiền căn cứ vào mệnh giá ghi trên tờ tiền, thì với Chúa Giêsu, giá trị của đồng tiền căn cứ trên ý hướng của người sử dụng. Nếu ở thế gian giá trị dựa vào số lượng tiền, thì với Chúa Giêsu, giá trị dựa vào tấm lòng của người sử dụng, vào mục đích tốt lành. Quả thực, Chúa khen bà quá chỉ có 2 đồng tiền kia, vì bà chỉ có chừng ấy, và bà cho đi chừng ấy. Bà không cho đi của dư thừa, nhưng là cho đi tất cả những gì mình có, không giữ lại chút gì riêng tư. Cách cho đi của bà quá là cách cho đi của Thiên Chúa và hợp ý Thiên Chúa. Thiên Chúa có mỗi đứa con yêu, mà cũng đành ban cho nhân loại vì yêu nhân loại. Chúa Giêsu chẳng tiếc sự sống của mình, vui lòng làm lễ tế đền tội cho đẹp lòng Chúa Cha, cũng vì yêu nhân loại. Phải chăng khi yêu, người ta mới có thể làm được tất cả, hy sinh tất cả, và họ bỗng trở nên giàu có vô cùng, vì hoa trái của tình yêu mỗi ngày một phong nhiêu tươi tốt. Đến nay vẫn còn nhiều điều đáng tiếc là người ta vẫn căn cứ trên mệnh giá đồng tiền và số tiền mà thẩm định giá trị
con người. Thật sai lầm. Tin mừng hôm nay là bài học quý giá cho mỗi chúng ta, để nhìn ra sự giàu có, phú túc, nhìn ra nguồn bình an hạnh phúc vô cùng vô tận của người nghèo khó vì nước Thiên Chúa. Hãy đổi ánh sáng nhìn của đôi mắt mình thành ánh sáng nhìn của đôi mắt Chúa Giêsu. Trân quý những gì là chân thật. Lạy Chúa, xin cho chúng con ánh nhìn của Chúa Giêsu, để chúng con nhận ra giá trị đích thực của mỗi người. Amen. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung, và chỉ có ơn thứ tha vô cùng.